Chị mệt quá, chị muốn ra đây nhõng nhẽo một xíu thôi, chứ không biết la gì hết. Nhức đầu quá, mệt quá. Có ai bị đau một nửa mặt giống như Ngọc? Đau quá, nhức đầu chịu không nổi luôn. Chán quá, lên đây nhõng nhẽo, tìm sự thương yêu. Hello. Sau những trận vật vã đêm đám cưới thì bây giờ quá mệt, quá đuối sức. Chị bỏ sữa ông chúa vô tủ lạnh rồi ghét. Rồi chị nhức đầu lắm luôn á. Bây giờ chị bị đau hết nguyên một nửa mặt ở bên này. Khó chịu quá à. Nên chị muốn nhõng nhẽo. Chị muốn được nhõng nhẽo với mọi người. Chị muốn mọi người lo lắng quan tâm đến chị. Chị muốn được nghe sự yêu thương. Nãy giờ chưa thấy ai yêu Sương cả. Mẹ con nhức đầu quá à. Bị đau đầu từ mấy bữa nay. Đau quá trời đau. Mà đau có một phân nửa mặt rồi nha. Phân nửa mặt này quá. Chắc bị xoang quá à. Đau mà giật muốn muốn bứt hết cái tóc này luôn, nát tóc luôn. Nhức đầu quá, ngày mai chị bay đi Hà Nội nữa rồi, rất mệt. Ngồi máy bay là nó bị giống như là nó bị kéo căng cái não ra luôn á. Trời ơi, mỗi lần bay lên hoặc bay xuống. Gì mang hai bộ đồ gì vậy? Thôi ra Hà Nội mua. Đây miếng kia dán mặt có hết không? Chị chưa ăn hết bánh tráng nữa, bánh tráng ở khắp mọi nơi trên xe chị rồi trên đây nữa, tùm lum tùm la hết, quá nhiều. Giờ không ăn nổi, tôi không ăn nổi. Ở ngoài Hà Nội có lạnh không ạ? À? Cúc cu. Lạnh chắc sợ bị viêm mũi dị ứng xoang nữa, nó hành nữa. Ngày mai con bay đi Hà Nội mẹ. Nên đâu có về được đâu. Không phải chị bóp đầu xong hết rồi nha. Rồi xong rồi chút hồi ngồi một tí nữa là lại bị à, đây nè giờ đang bị nè. Kiểu rất mệt luôn á. Phờ phạc luôn, đầu óc luôn. Văng tóc hói đầu luôn. Nhưng mà thật sự là cũng muốn nói một điều là hôm bữa hát bài gì cũng không biết luôn á, mặc dù là biết lời. Nhưng mà không biết là đang hát bài gì hết trơn. Hà Nội thời tiết khó chịu lắm chị ơi, giữ gìn sức khỏe. Là có lạnh không để chị biết chị mang đồ lạnh theo. Giờ chị chưa soạn đồ nữa đó. Ngày mai không biết mấy giờ bay luôn, không biết kịp trường. Hello. Chị muốn lấy chồng. Mọi người thấy bộ hình cưới của Ngọc có đẹp không? Sao không nghe ai nói gì hết vậy? Cà Mau có cua không? Xin một chút yêu thương từ Cà Mau lên ở đây được không? Còn trưa nắng hả? Hà Nội là trưa nắng hả? Vậy thôi, chị mang bình thường. Chị không mang áo ấm đâu. Chị ra đó chị sẽ đi ăn lẩu. Thưởng thức. Giờ này mọi người chưa ai ngủ luôn. Chị muốn cưới trong bật đèn. Đây đó. Phờ phạc. Không còn tha thiết make up đẹp đẽ làm chi nữa. Hello em Xuân Trọng. Em còn làm ở đó không ta? Em dùng
tỏi, nước sôi, ngửi tỏi ra hết hả? Ở trước chị có nhỏ nhỏ cái gì? Cái gì? Nhỏ tỏi vô mũi á, nhưng mà không có xin nhê. Nên thành ra là bây giờ là chị sợ mùi tỏi lắm. Kệ luôn, chị nhức đầu. Lên than vãn vậy thôi à, để tìm sự yêu thương từ mọi người thôi. Rồi thôi là đi ngủ. Chị nhức lắm, nếu ai có cảm giác mình như chị nè, ngày nào cũng muốn bứt tóc, móc mắt ra. Tóc tai thì bù xù. Ngọc nữ, ngọc niết gì giờ không cần nó luôn á. Đầu tóc te tua tơi tả. Ngủ, tôi chỉ muốn lên đây để được yêu thương thôi. Và tôi thấy được sự yêu thương của mọi người rồi. Ôi chao ơi, lên tới 13.200 luôn. Quá dữ. Quá dữ. Đám cưới của chị thì chị sẽ tổ chức ở bên Thái. Sẽ thuê một đội thuyền bơi từ Việt Nam qua Thái. Đó, đi cả một ngày được nói chuyện, được giao lưu cùng với mọi người. Thôi giờ bị khùng mà không biết nói gì hết trơn, đang xàm xàm rồi. À tại vì ở trong đám cưới của chị Nhi á, với anh ông Cao Thắng á, là dãy đầm là nhiều hơn đó, hơn mà chị cúp được micro và chị hát được một bài vậy thôi đó. Chứ còn không là bị xô xuống nước rồi, chạy dữ lắm. Ê trời ơi, này không biết cô ai bỏ quên bên nhà chị. Đó, có ai mê không? Chị sẽ làm phần quà, một phần gift dành tặng cho mọi người. Đó, không biết đồ của ai để lại nhà để quên nè. Bây giờ để tặng cho mọi người. Ai comment nhiều nhất thì chị sẽ tặng cho người đó nha. Hình của Jenny nè. Đây là ai ta? Này là Jisoo. Đây là chắc Jisoo luôn quá. Đó, bây giờ hôm nay ai comment được nhiều nhất thì chị sẽ tặng hình và một móc chìa khóa. Tên tên mày vô, mày vô. Đi ai để quên đây nè. Đó, chị sẽ tặng cho nha. Ship từ Hà Nội vô đó hả? Không biết, đó người ta để đây nè. Thôi bây giờ chị đi ngủ đây. Cảm ơn mọi người. Ngày không có ngày nào hết trơn, không có lịch gì hết trơn hết á. Không có gì để thông báo, không có gì để vui luôn. Chị lên đây sau khi nhận được sự yêu thương quá nhiều của mọi người rồi thì Ngọc đã đi ngủ ngon rồi. Love you, love you, love you, love you. Tăng 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 tăng. Tim bay, tim bay, tim bay. À, mê mặt mũi chị bơ phờ luôn, ghê. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt, anh đã trao nụ cười, khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa nhau qua những cõi. Bye, xin chào, xin chào, ngủ ngon. Lắc cu du cu du 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 du. Rồi chị phải nhảy phải nhoi vậy đó chị mới đỡ, vận động nó ra hết sức khỏe. À, chúc mọi người ngủ ngon nha, ngày mai chị bay sớm nên ra bây giờ đi ngủ. Bye bye.